Nào, tiếp tục với cái loạt bài về Java đúng không? Java Web. Chúng ta sang bài số 10 là chúng ta viết ứng dụng đúng không? Dài đấy. Chúng ta phần mấy? Phần 3. 3 nhé. Ở phần này nào, chúng ta sẽ mở nét bin ra. Rồi, đang code ở phần này đúng không? Ta có một thao tác rất quan trọng nữa là ta add thư viện này. Add thư viện. Kết nối đúng không? Cơ sở dữ liệu. Đúng chưa? Không lại quên. Vào phần library này. Yeah. Nếu mà bạn vừa download về thì bạn chọn gì? Add ra folder này đúng không? Ta tìm đến cái file đó nhá. Còn nếu mà máy bạn có rồi, như máy thầy có rồi, thầy chọn gì đây? Add library nhá. Bạn sẽ tìm đâu đó nó sẽ có hình ảnh là đây này. Đâu đó là tên là MySQL cái gì đó, đây này, MySQL GDBC driver này, add library nhá. Thì ta add cái library vào đây xong. Nhá, có thư viện này nhá. Nếu như bạn dùng SQL Server thì bạn add cái thư viện mà JDBC SQL Server 4 vào cho chứ nhỉ. Xong. Nào bây giờ ta viết tiếp. Đang viết đến phần nào đấy? Mới viết phần routine xong đúng không? Nào bây giờ ta tạo một cái file mới tiếp theo này. Đó. Tạo lớp thao tác với DB nhá. Bảng ở đây ta có bảng lớp là gì nhỉ? Customer đúng không? Customer đúng rồi, đây bạn nhìn đây này. Customer này đúng nhỉ? Như vậy ta có customer. DB. Ok. New này. New Java class ta ghi là gì ấy? Customer. DB nhỉ. Ok. Rồi. Đấy. Nhanh hơn không? Rồi ok, customer DB ta có này. Public này. Đúng không? Static này. Ta có list. Yeah. Ghi là cast gì? Customer. Yeah. Giả sử bạn muốn lấy tất cả, định cái hàm này. Hàm lấy tất cả dữ liệu nhá. Chúng ta sẽ có get gì đấy? Get all nhỉ. Rồi. Nào, chúng ta sẽ có này, list. Dạ. Customer. Đúng không? Là list bằng new gì? Gì? Rồi ok. Ok nhá. Ta có string này, SQL bằng gì đây? Select sao from customer nhá. Cắt phần khác ta thêm sau cái gì nhỉ? Sau đó ta thực hiện này, connection nhá. Connection. Rồi, connection bằng cái gì các bạn? DB gì? U gì? Đây này. Chấm gì? Get gì? Connection, đúng không nhỉ? Đấy. Thế nào nó bắt bạn get cho mà xem. Rồi, bây giờ chúng ta mới có
thực hiện việc thì try get nhỉ, lẽ là ta nên để thế này này. Có được không sao, tí nữa thì kiểu gì nó bắt ấy mà. Chúng ta mới sử dụng cái prepare statement đúng không nhỉ? Chà, bằng gì? Connection chấm gì? Prepare statement đúng không? Bạn truyền SQL vào đây. Ok. Bây giờ nó mới bắt cái đây này. Local PS. Yeah. Vậy ta có gì đây? Vì giao đúng không? RS bằng cái gì các bạn? PS chấm gì? SQL query. Ok. Đây là cái chúng ta gì? Đọc dữ liệu. Ok. Nếu bạn muốn có tham số thì ta làm nào các bạn? PS chấm gì? Set gì? Set string này. Nếu đây bạn có tham số thì bạn phải set string nhỉ? Tham số số 1 thì cái gì đấy nhá. Đây là tham số này nhá. Như ta không có thôi nhá. Ok. SQL này bây ta có đúng không? Ta có ok. Chúng ta phải tạo một đối tượng là gì? Cắt gì? Customer. Customer. Ok. Được chưa? Ta có C chấm gì đây? Chấm set gì? Set ID. Ok. Thì bằng GS chấm get string get in à? Đây là ai gì? ID C chấm set tên thuê bao. Yeah. RS chấm gì? Get string ghi là gì? Tên thuê bao. Thôi được rồi, đây cho nó clear hay à? Biết là nó phải clear, 1, 2, 3 nó không hiểu đâu. C chấm set. Bởi vì bạn sẽ bị đảo thứ tự, thỉnh thoảng bạn đảo thứ tự nó sẽ bị sai nha. Cho nên làm này chuẩn nhất này, bạn không bị sợ thứ tự nha. Set gì? Set địa chỉ, số điện thoại chứ đúng không? RS chấm get string là gì? Số điện thoại đúng không? C chấm set địa chỉ nha. RS chấm get string địa chỉ. Ok. Cuối cùng ta gạch gì? List gì? Chấm add customer. Ok. Đến đây ta có e chấm print đó. Return gì? Đấy. Ok. Đó đơn giản không? Bây giờ giả sử bạn muốn truy vấn, truy vấn dữ liệu lấy về về các, nếu mà tìm kiếm nhá, hàm tìm kiếm này, thầy hướng dẫn các bạn này, từ cái hàm này đã biết một hàm tìm kiếm đúng không? Hàm tìm kiếm theo tên đúng không nhá. Như vậy đây ta viết cái hàm, bạn chú ý là gì? Thao tác này, chúng ta viết hàm đầu tiên là hàm gì các bạn? Hàm lấy tất cả dữ liệu từ gì? Từ bảng. Chính là gì? Get gì đấy, vừa viết xong. Ôn thứ hai là hàm gì? Hàm tìm kiếm nhá. Hàm tìm kiếm ta viết như thế này, hàm tìm kiếm theo tên nhá. Bạn copy toàn bộ cái này xuống này. Nhiệm vụ chúng ta rất cao cả, bây giờ là chỉ copy thôi đúng nhỉ? Ta mới sửa nhá. Đúng nhỉ? Bây giờ không phải trả về list nữa, nó có thể trả về list. Ví dụ tìm kiếm ra nhiều nó vẫn trả về list đúng nhỉ? Thì đây ta sẽ dùng gì? Search gì? Search by name nhỉ? Ta có string này. Yes. Tên gì? Tên nhá. Name đi cho nó cho nó đồ nhá. Ok, bây giờ ta thêm cái gì đấy các bạn? SQL cộng gì? Cộng bằng cách ra where đúng không? Tên thuê bao được không? Line nháy nhỉ? Nháy nhá. Phần trăm, phần trăm đúng chưa nhỉ?
đúng chưa? Bây giờ nháy nháy này cộng này, đúng chưa? Cộng này nêm, đúng chưa? Đấy. Chấm gì? Chấm phẩy. Thế là nó sẽ gì? Thực hiện cho ta y xì như thế, được chưa? Ok, xong chưa nhỉ? Rồi, ok. Như vậy ta đã làm xong gì? Cái hàm về hàm tìm kiếm theo gì? Theo tên nhé. Ok, thế là ta sẽ dừng ở đây nhé.